Đáp lại tấm lòng của các Phật tử đến chùa, Thầy có một bài pháp thoại ngắn để chia sẻ đến các đệ tử trong lúc Thầy nói chuyện. Mà đệ tử thấy đau chân thì cứ ngồi thoải mái, đừng có cố gắng ngồi xếp bằng rồi đau chân. Thời gian Thầy nói khoảng 20 phút thôi nha. Sau đó Thầy sẽ tụng một bài kinh cầu an cho các đệ tử, rồi mấy chú tiểu nó sẽ nhận quà của các Phật tử tặng, ví dụ như sữa, bánh ha. Hôm nay Thầy chia sẻ cho các Phật tử một bài pháp thoại ngắn nói về chủ đề là nét đẹp của tâm hồn. Thầy thấy xã hội với con người đa phần thôi, chứ không phải là ai cũng vậy. Người ta thường chú ý đến cái nét đẹp về vật chất, tức là mình mong nhà đẹp, rồi mình xây nhà thì mình cố gắng mình vẽ cái bản vẽ cái nhà nó đẹp, mình có những cái chạm trổ sơn phết nó đẹp, rồi mình đi sắm sửa những cái vật dụng mình cũng chuộng cái đẹp, thậm chí mình sắm quần áo mình cũng phải tìm cái mẫu mã nó đẹp, rồi đến lúc mình cắt cái tóc thì mình cũng phải tìm cái mẫu tóc đẹp vừa hợp với mình, rồi đến mình mua cái son hay là mình chọn cái kẻ môi kẻ mắt á, mình cũng lựa cái đẹp. Thì hầu như 80-90% người ta chuộng cái đẹp về vật chất đó, nhưng mà luận về đạo đức á, thì cái đẹp về vật chất nó chưa đủ cái công đức nó mang lại cái hạnh phúc cho gia đình. Cho nên hôm nay Thầy nói về cái đẹp tâm hồn là bởi vì cần có một cái đẹp về đạo đức nữa. Vì trong cuộc đời của mình á, có những cái thời gian mình lúc nào cũng đi tìm cái đẹp về vật chất, nhưng mà khi sống với cha mẹ, sống với chồng con á, thì cái nết á, nó mới lại là cái đẹp quyết định để cho chúng ta có hạnh phúc. Vì đệ tử thân mến, có rất nhiều những vị đi tu hoặc giả là làm Phật tử, nhưng mà cũng bị vướng mắc ở cái tô đắp cái đẹp bên ngoài, nhưng mà ít có chú ý đến cái nền đạo đức để rèn luyện cái tư cách của mình để mà làm cái đẹp bên trong. Theo Thầy thấy thì bây giờ nếu muốn có một gia đình ấm êm và hạnh phúc thì các Phật tử phải học chữ nhẫn. Chữ nhẫn là một trong những cái nét đẹp tâm hồn khiến cho mẹ cha mình vui lòng. Thường thì người ta chỉ chú ý đến, ví dụ mình lấy chồng thì mình chú ý đến chồng của mình, chứ ít có người chú ý đến mẹ chồng. Tại đó là cái bản năng tự nhiên của con người. Nhưng thật ra là chồng của mình thương mình là tự nhiên rồi. Hai người có nhân duyên, có cái duyên tiền định từ kiếp trước, cho nên mình mới đắc mắt nhau, mới yêu nhau, rồi mới lấy nhau. Nhưng mà chưa chắc á, là sẽ làm đẹp lòng ba mẹ. Tại vì nó có những cái cuộc tình trái ngang, là yêu nhau nhưng mà cha mẹ lại không bằng lòng. Bởi vì cái thuận duyên là với chồng mình, nhưng mà cái nghịch duyên là với cha mẹ. Mà cha mẹ mình mà không yêu thương mình, không chiều chuộng mình, hoặc là không đồng tình với mình, hoặc là luôn luôn làm khó khăn cho mình, có nghĩa là ở kiếp trước á, mình đã từng làm cho cha mẹ mình khổ về cái nhân quả. Cho nên nếu mà mình chỉ biết cách làm đẹp cái thân thể á, làm cho tóc mình đẹp, làm cho mắt môi mình đẹp, làm cho quần áo mình đẹp, cho giày dép mình đẹp, rồi tay chân mình có vàng dòng, thì nó không đủ làm cho mẹ chồng của mình vui lòng. Nhưng mà cái nhẫn chịu á, cái tấm lòng bền bỉ, kiên trì phụng dưỡng, hiếu kính cha mẹ, nó lại là cái nét đẹp tâm hồn xoa dịu đi những cái gút mắt ở nhân quả giữa mình và mẹ chồng của mình, hoặc giả là mình và chị em dâu với nhau, hoặc là những cái người trong gia đình mà luôn luôn có những cái nghịch lòng trái ý với mình. Thì nếu mà chúng ta đi chùa mà chúng ta biết cúng không à, chúng ta biết lạy không à, chúng ta biết cúng cho thầy gạo mì nước tương rồi đi thập tự thôi, nhưng mà chúng ta không biết nghe lời những thầy những cô dạy dỗ cho mình để về mình sửa đổi cái tính nết của mình, thì cái việc làm đi chùa cúng dường của mình nó cũng chưa đủ cái phước cái đức
cho mình có được một đời sống bình yên. Cho nên các Phật tử mỗi lần mà lạy Phật á, thì Phật tử phải nói với Đức Phật là cho con có sức mạnh về tinh thần, hãy truyền cái năng lượng về tình yêu thương, sự chịu đựng cho con thật nhiều, để con có khả năng con chịu đựng những cái khó khăn trong cuộc đời của con, mà nhất là mẹ con, là mẹ chồng con, là anh em con, những người ở trong cuộc đời mà có quan trái với con. Con xin Đức Phật cho con có một cái từ bi, để con giống như Đức Phật vậy, không cảm thấy ghét bỏ những người mà đối nghịch với con, cũng không thấy đau lòng hận thù những ai đó mà làm cho con đau khổ. Hãy cho con thêm năng lượng này thật là nhiều. Vì thật sự trong cuộc sống này á, cái người mà ghét mình nhiều hơn là cái người mà yêu thương mình. Cái người mà bạc bẽo như mình á, lại là nhiều hơn cái người mà chung thủy với mình. Cái người mà nói trước mà chê sau á, lại là nhiều hơn cái người thật lòng với mình. Cái người mà khen mình giả tạo á, thật sự là đầy dẫy nhiều hơn cái người mà nói thật lòng với mình. Mà cũng có những cái trường hợp là con người của mình á, lại thích nghe những cái lời ngụy tạo mà không có thể chịu đựng nổi những cái lời nói thật lòng. Ví dụ như người ta nói mày đó cứ suốt ngày cứ lo son phấn không à, không có lo nấu cơm nấu nước, không lo học mấy cái món ngon để lo nấu cho chồng con, không lo mà chén bát rửa, không có lo mà chăm sóc mẹ cha đang bệnh đâu, suốt ngày đi ba đi này đi nọ chăm sóc tóc tai đẹp đẽ không à, về nhà cứ cãi lộn với cha với mẹ. Thế những cái lời nói đó là những lời nói thật, là những người lời nói mà có thể là xoáy sâu vào trong cái sự nghiệp chính, cái cuộc đời hạnh phúc của mình. Nhưng mà thường là mình tổn thương, mình cảm thấy mày bạn tao phải có bạn thân tao á, sao mày xỉ xói tao đó. Nhưng mà nói trời hôm nay chị làm đẹp quá thì thích lắm, ở chỗ kia nè giới thiệu thêm một cái chỗ nữa mới biết làm tóc đẹp lắm mà rẻ hơn, mát, có người phục vụ thì mình lại thích đó. Khen những cái điều mà mình mua cái áo mới, hay là khen những lúc mình được có cái vòng đẹp thì là nhiều. Nhưng mà nói thôi, lớn tuổi rồi đừng mang cái này mặc cái kia, để dành tiền để làm từ thiện, để dành tiền để giúp đỡ người nghèo khó, để dành tiền để lo tương lai cho con em mình. Sau này nó sẽ lấy chồng thì tốn rất là nhiều tiền, sau này con mình nó ra đời nó làm ăn sẽ rất nhiều vốn liếng mình cần phải cho. Rồi mẹ cha mình già bệnh tật yếu đuối mình cần phải có tiền để chăm sóc. Bản thân mình sau này già nua, con cái lỡ mà nó ngỗ nghịch thì mình còn chút xíu để mình dưỡng già. Những cái lời nói thật thà như vậy thì ít khi mà lọt vào lỗ tai của mình. Nhưng mà ví dụ bên kia có gì vui chơi để chi tiêu, nhảy nhót hát ca, rủ mình cờ bạc số đề thì đôi lúc nó giống như là một cái ma lực, nó làm cho mình đắm đuối say mê thì nhiều hơn. Cho nên thì theo thầy thấy, cái đẹp mà ở bên ngoài nó chưa hẳn là cái đẹp để chúng ta chung thủy với nó suốt đời. Nó chỉ là một cái sắc màu nuôi dưỡng cái tâm non dại của mình thời thơ bé. Để mà có một cuộc sống hạnh phúc thì các Phật tử phải luôn luôn lúc nào cũng khắc kỷ, lúc nào cũng tự tìm cái chỗ dở của mình. Có một bậc chân nhân nói một câu là người mà biết lỗi mình thì người có trí tuệ, mà người không thấy lỗi mình là người ngu. Thật ra là trong cuộc sống gia đình thì mỗi lần có những cái chuyện gì xung đột xảy ra thì người ta thường nói không phải tại tôi, hồi nãy là do chị để cái ấm đó cho nên tôi không biết là nó nước sôi, chứ nếu chị nói với tôi nước sôi thì tôi đâu có sơ ý đổ vô đây đâu mà phỏng tay đó. Thì lúc nào mình cũng biện minh cho mình là không có lỗi là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tôi người ta gọi là ngã chấp. Con người thường hay chấp mình và thấy lỗi người thì dễ, tức là thấy chị này xấu, bác kia không tốt, nhà kia nghèo, con nhỏ này ngu, nhỏ đi học dở, làm ăn khó, hay là nó không tốt không gì thì mình thấy rất là dễ. Nhưng mà ít khi nào mình đem cái trí tuệ để mình nhìn, mình soi sáng cho chính bản thân mình, xem là mình đã làm người con như thế nào, rồi mình làm người dâu như thế nào, người vợ như thế nào cho thật tốt. Trong trường hợp mà mẹ chồng nói với lại con trai của mình là con cưới được đứa con dâu rất là đẹp, mà nó còn biết hầu cha mẹ nữa, mặc dầu nó không có giỏi giang lắm nhưng mẹ thấy được.
Nhưng mà người con dâu lại nói là người chồng rằng là ồ má anh khó tính quá, lúc nào cũng nhắc nhở đủ thứ hết, nếu mà sống chung với má chắc em sống không nổi. Thì hai người này hai tính nết khác nhau. Mẹ thì có thể là không nói những cái lỗi của con để cho con trai mình hạnh phúc, còn con thì lúc nào cũng nói lỗi của mẹ để tìm cách chồng mình tìm nhà riêng, ở riêng để khỏi đụng chạm với cha mẹ. Thì cho dù mình có đeo rất là nhiều kim cương ở trên tay, mình có nhiều quần áo đẹp, mình có vàng dòng á, nhưng mà cái đó nó không đủ cái năng lượng để mua và mang cái hạnh phúc về cho mình. Bởi vì sau đó thì cái người chồng của mình sẽ không được hạnh phúc với người mẹ mà sinh thành dưỡng dục của ảnh. Nhưng nếu mình có một cái đức nhẫn chịu, tức là mình từ nhỏ mình đã huân tập cái tâm tốt rồi, hình như lúc nào mình cũng nhường cái tốt cho mẹ, nhìn nhường cái đẹp cho em, mình nhường cái ngon cho anh chị, mình chịu thiệt chút xíu, mình quen cái đức tính đó. Ví dụ như hôm nay giỗ chạp thì mình cũng chịu đựng, mình quét nhà, dọn dẹp, nấu ăn, nấu uống hết, mình làm những cái khó khăn hết á, để cho chị em mình đoàn tụ với nhau, ngồi hàn huyên tâm sự chuyện gia đình. Mình cảm thấy đó là phép màu, là trời Phật ban cho mình được một cái gia đình ấm êm này. Cho nên ngày hôm nay mình xin gửi tặng cái công sức của mình vào những việc làm, mình cảm thấy mình hạnh phúc lắm. Thì á, trong cái trường hợp mình có cha mẹ khó khăn, mình có chị em dâu không hòa, mà mình lúc nào cũng bình thường, cũng cảm thấy số phận hay là nhân duyên của mình đến đây là để chia sẻ. Kệ mẹ già, rồi mẹ bệnh tật nhiều, cho nên mẹ hơi khó tính. Chắc sau này mình già mình cũng giống như mẹ, mình nghĩ như vậy. Rồi bởi vì hồi xưa đó, mẹ không có thích mình, mẹ yêu thương một cô gái khác, muốn cô đó sẽ làm dâu của mẹ. Nhưng mà con trai của mẹ lại không yêu, lại đi thích mình. Vì vậy cho nên từ đầu mẹ cũng không thương mình lắm. Thì bây giờ mình chịu đựng chút, biết đâu chừng một vài năm sau mẹ hiểu được mình thì mẹ sẽ yêu thương mình. Mình cố gắng cười, cố gắng nấu ăn ngon, cố gắng chiều lòng mẹ, rồi cái đẹp sẽ đến với mình. Thường là mình suy nghĩ những cái khuynh hướng tốt và chịu đựng như vậy. Thì đó là cái nét đẹp về tâm hồn. Mà những người phụ nữ hay phụ nam, những ai trên đời này muốn hạnh phúc đều phải chiêm nghiệm cái đức tính này. Ngay cả những người đi tu như thầy, thầy cũng phải chiêm nghiệm và trải qua những cái đức tính này. Ví dụ ngày đầu tiên mình đến chùa, người ta thường hiền lắm, đi cũng rụt rè, nói cũng nhỏ nhẹ, làm việc gì cũng hỏi thư trình. Nhưng mà ở chừng năm sau, hai năm sau á, quen chùa, quen chuyện, quen thầy, quen huynh đệ rồi thì đi thì bắt đầu là nhìn ở trên, không có nhìn dưới. Làm thì vứt trước dục của sao, nói năng thì thô thiển. Ta gọi là nhất niên Phật tại tiền và nhị niên Phật thân thiên. Đó, ngay cả những người đi tu nhưng mà nếu không khéo léo về cái đạo hạnh thì người ta càng tu á, thì cái ngã chấp người ta càng lớn. Mà trong khi đó cái đường đạo thì càng tu á, thì cái tôi của mình phải nhỏ đi. Ví dụ như thầy tu mà được 20 năm rồi thì thầy phải hiền hơn lúc trước. Ví dụ như hồi mà chùa của thầy mà nghèo á, xong thầy gặp Phật tử mà thầy mừng lắm luôn, thầy chạy ra thầy đó. Rồi đến 20 năm sau chùa thầy có ăn có mặc, rồi cái thầy gặp Phật tử thì trốn luôn á. Thì cái đó là không nên, cái đó là hư. Tại vì mình có ăn có mặc rồi cái mình, cái tôi của mình lớn, cái ngã mình lớn, mình không cần Phật tử nữa, là cái đạo tâm mình đã bị mất đi rồi. Còn nếu mà đến 20 năm sau mà thầy gặp Phật tử thầy vẫn giống như hồi xưa, cái nghề của dầu nó không phải là cái lối để thầy đi à, cái đẹp cái xấu nó không phải là cái điều thầy chuộng, mà thầy chỉ chuộng cái đạo đức thôi. Cho nên cho dù thầy có làm hòa thượng nữa thì thầy vẫn là một người thầy. Thầy vẫn là người mà có thể là yêu thương chúng sinh, hy sinh cuộc đời của mình cho con người. Ví dụ hồi nhỏ thầy thấy mấy đứa nhỏ đó, thầy cảm thấy xót xa cho cuộc đời nó, thế thì ẵm trên tay thầy nuôi. Thì 30 năm sau thầy vẫn là như vậy, là và còn mặn mà hơn, còn đậm đà hơn, và còn sống vui vẻ hơn. Cái tôi của thầy được bào mòn theo năm tháng. Hồi xưa ai nói nặng thầy thì buồn, ai chửi thầy thì giận, ai đánh thầy thì đánh lại. Có chứ, con người mà. Nhưng mà tu một thời gian sau á, ăn chay niệm Phật ở chùa, rèn luyện và đạo đức, nghe lời Phật dạy về cái từ bi, thì thầy sẽ vượt qua những cái cám dỗ nhỏ nhỏ. Ví dụ người ta nói nặng mình cảm thấy bình thường, ta chửi mình mắc cười. Và có những cái oan ức thì mình buông xả, không có giận hờn ai lâu. Thì như vậy thì mới là người tu. Cho nên khi mà mình có cái đạo đức lâu dài thì mình càng lớn á, thì mình càng dễ thương.
Cho nên các đệ tử mà thấy các cái bà cụ mà bà có tu á, thì càng già bà càng phúc hậu, cái mặt bà càng ngày càng tươi, con cháu lúc nào cũng vui vẻ bên bà, tại vì bà luôn luôn thông cảm và tha thứ, tức là không có chấp nhất nhỏ nhặt. Còn nếu mà đệ tử thấy những người mà họ ăn chay, mà họ ăn chén riêng, đũa riêng, ăn tô riêng, ăn nồi riêng, họ tụng kinh nhưng mà họ căng thẳng và khó tính, thì họ càng tu họ càng nghiêm khắc, đôi lúc lại càng chấp nhất, tụng kinh này linh, tụng kia không linh, tụng giờ nào linh, tuổi nào giờ nào, thì càng già là càng khó khăn, càng mệt mỏi, càng bực bội. Ngay cả đang lúc đang ngồi thiền tụng kinh cũng có những cái dấu hiệu sân si đó. Thì như vậy thì càng lớn thì càng không tốt, cái ngã nó càng chấp, cái tôi nó càng lớn. Cho nên cái nét đẹp và tâm hồn á, nó sẽ giúp cho mình á, càng già đi thì càng đẹp, càng lớn tuổi thì càng từ bi và trang nghiêm. Thì con người á, ai cũng có cái tôi, người ta sẽ không bao giờ mà người ta kính nể những người mà nạt mình, chửi mắng mình. Có lẽ là mình có quyền lực cho nên người ta yếu hơn mình, người ta nghe thôi, nhưng mà thành người ta không có phục. Đứng về đạo đức á, thì không thể dùng cái quyền lực để mà chinh phục người ta đâu. Mà đạo đức nó chuộng ở cái chỗ cái đức tính nhẫn chịu, từ bi, thương yêu và cao cả. Cho nên nếu mà mình ở trong một gia đình mà mình bị chị em ăn hiếp, cha mẹ không vừa lòng, thì mình cứ sử dụng cái tính kiên nhẫn, cái tính nhẫn chịu, thương chịu khó của mình, hiền hòa. Vậy đó, mà lâu dài, lâu ngày, nó giống như là một cái loại nước á, nó âm thầm lặng lẽ rút sâu dưới đất, rồi nó bốc hơi lên trời và nó thoát đi. Nó từ từ từ, nó như là một giọt nước cam lồ á, xoa dịu được nỗi đau của những người xung quanh. Vậy đó, nhưng mà rồi một năm cho đến nhiều năm sau, anh chị em của mình ai rồi cũng cảm nhận được cái đứa em dâu này thật là tuyệt vời. Nó có cái sức chịu đựng giỏi, chưa bao giờ thấy nó buồn phiền và nói hành nói tỏi gì ai. Mẹ la rầy vỡ phạt nặng nhẹ nó biết bao nhiêu lần, nhưng cái người mà đầu tiên chăm sóc mẹ, đứng bên cạnh mẹ khi bệnh đau lại là nó. Rồi nó có thể thức trắng đêm mà hầu cha mẹ khi bệnh tật, nấu cháo không được ngon, ba mẹ la rầy nó đi nấu lại. Nhiều lúc nấu cháo rất là ngon, ba mẹ khó khăn không chịu ăn, nó vẫn đi nấu lại. Từ đó giờ chưa bao giờ thấy nó mắng nhiếc, nó hơn thua gì ai. Thì đây là cái nét đẹp của Phật giáo, là những người Phật tử chân chánh, dù ở Sài Gòn, quận 4, quận 10, hay là ở các thành đô khác, thậm chí ở một cái quốc gia nào, hay là trong ngõ cùng hang hẻm của cuộc đời, thì cũng là như thế này thôi. Người giàu, người nghèo gì cũng cần sự hoan hỷ. Trong một mâm cơm á, dù là ăn những cái con cá đồng hay là một cái chén rau luộc, nhưng vợ cười, chồng cười, con cái ngoan, chắc chắn là bữa cơm đó rất là ấm áp trong gia đình. Ngược lại, nếu trong một cái hoàn cảnh giàu sang, phú quý, nhưng mà vợ chồng không hòa, con cái thì ngỗ nghịch, thì cái bữa ăn đó nó trở thành một cái địa ngục trong gia đình. Người ta có thể chém nhau, đổ hết mâm cơm trong lúc người ta sang si. Vì vậy cho nên, cái cuối lời thầy xin nhắc lại cái ý của thầy. Chúng ta bắt đầu từ kể từ ngày hôm nay cho đến khi chúng ta rời khỏi cuộc đời này, cái điều mà chúng ta cần làm là làm cho cái đẹp của tâm hồn mỗi ngày phát triển. Nó giống như là một cái loài cây mà có gốc ăn sâu trong lòng đất, thì cái hoa trái nó sẽ đẹp và sẽ ngọt. Nếu chúng ta mãi mãi chỉ chăm sóc cái nét đẹp bên ngoài là cái hình tướng, mà chúng ta quên đi cái đức tính nhẫn chịu, từ bi hiền lành trong lòng mình, thì chẳng khác nào chúng ta lo ngắm nhìn những cái hoa trái đẹp mà quên tưới nước bón phân cho cái gốc. Thì một ngày nào đó cái gốc nó chết đi, cái lá, cái trái kia cũng sẽ khô héo. Cuộc đời nó sẽ mất phước khi chúng ta chỉ lo đua đòi vật chất phù hoa bên ngoài mà ít khi nhìn lại chính mình. Xin cảm ơn các đệ tử rất nhiều vì đã đến đây.